Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Vua Thái giảm án tù trong Thaksin. Hoàng gia Thái Lan thông báo quốc vương Mahavajina Lonkhon đã giảm án cho cựu thủ tướng Thaksin xuống còn 1 năm tù. Ông Thaksin tôn trọng quy trình, nhận tội, tỏ ra ăn năn hối cải và chấp nhận phán quyết của tòa án. Ông Thaksin hiện đã nhiều tuổi, đồng thời mắc bệnh và cần được chuyên gia y tế chăm sóc. Hoàng gia Thái Lan ngày 1 tháng 9 thông báo. Hoàng gia Thái Lan cho biết quốc vương Mahavajira Lonkhon giảm án cho ông Thaksin từ 8 xuống 1 năm tù. Ông Thaksin trên cương vị thủ tướng đã làm những điều tốt đẹp cho đất nước, người dân và người trung thành, thông cáo có đoạn. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi gia đình thay mặt ông Thaksin, 74 tuổi, nộp đơn xin hoàng gia ân xá về những vi phạm trong thời gian ông giữ chức thủ tướng Thái Lan. Quốc vương Thái Lan có quyền ân xá cho bất cứ tội danh nào. Giới chuyên gia nhận định cơ hội được ân xá là một phần nguyên nhân thôi thúc ông Thaksin hồi hương. Ông Thaksin về nước ngày 22 tháng 8 sau 15 năm sống lưu vong. Ông lập tức được chuyển tới nhà tù tạm giam Bangkok thuộc khu phức hợp nhà tù Long Blem. Sau khi tòa tuyên án 8 năm với các cáo buộc lạm quyền và xung đột lợi ích. Rạng sáng ngày 23 tháng 8, ông được chuyển đến bệnh viện vì gặp một loạt vấn đề sức khỏe. Cựu thủ tướng Thaksin vẫn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa cảnh sát và sẽ không chuyển viện. Ông Thaksin giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 nhưng bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Ông sau đó rời đất nước, sống lưu vong từ năm 2008 để tránh phải ngồi tù liên quan đến cáo buộc tham nhũng. Cựu thủ tướng bác bỏ những cáo buộc này cho rằng chúng mang động cơ chính trị. Ông Thaksin vẫn được nhiều người ủng hộ vì các chính sách thời cầm quyền của ông đã thay đổi cuộc sống vùng nông thôn Thái Lan. Ông Retha Thavisin, đại diện đảng Pheo Thai, liên kết với gia đình ông Thaksin, đã trở thành tân thủ tướng Thái Lan ngày 22 tháng 8. Nội các của ông Retha có thể bắt đầu làm việc vào khoảng giữa tháng 9. Tin kế tiếp, Ukraine có thể nhận xe tăng M1 Abram vào tháng 9. Quan chức Mỹ cho biết Ukraine có thể nhận lô xe tăng M1 Abram đầu tiên trong số 31 chiếc được Mỹ cam kết viện trợ vào giữa tháng 9. Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 31 tháng 8 cho biết 10 xe tăng chủ lực M1A1 Abram đang trải qua giai đoạn tân trang cuối cùng tại Đức. Sau khi quá trình này hoàn tất, lô xe tăng này sẽ được chuyển tới Ukraine. Theo quan chức này cùng một số người khác quen thuộc với vấn đề, Ukraine dự kiến nhận 10 chiếc đầu tiên trong số 31 xe tăng M1A1 Abram mà Mỹ cam kết viện trợ vào giữa tháng 9. Nhiều quan chức phương Tây hy vọng xe tăng M1A1 Abram sẽ giúp Ukraine vượt qua phòng tuyến kiên cố của Nga trong đợt phản công. Đại tá Martin O'Donnell, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu và châu Phi, USAREUSAF, ngày 31 tháng 8 thông báo khoảng 200 binh sĩ Ukraine đã thực hành trên xe tăng M1 Abram tại các khu huấn luyện của Lục quân Mỹ tại Đức. Các binh sĩ Ukraine nói trên gần đây hoàn thành một trong những giai đoạn cuối của chương trình là cuộc diễn tập hiệp đồng lực lượng cấp tiểu đoàn ở thao trường Hohenfels, miền đông nước Đức. Mỹ cam kết đẩy nhanh chuyển giao 31 xe tăng cho Ukraine, đại tá O'Donnell nói, song từ chối tiết lộ thời điểm cụ thể. Thông tin trên được công bố sau khi Ukraine tuyên bố lần đầu xâm nhập phòng tuyến phòng thủ chính của Nga ở khu vực Đông Nam. Một quan chức bộ phòng Mỹ nhận định, dù điều này đánh dấu thành công rõ ràng trong cuộc phản công chậm chạp của Ukraine, đây không thể coi là đột phá lớn. Mỹ hồi tháng 2 thông báo chuyển xe tăng M1 Abram cho Ukraine sau nhiều tháng nước này đề nghị. Lầu Năm Góc sau đó cho biết sẽ viện trợ biến thể M1A1 ít phức tạp hơn để đẩy nhanh tiến độ bàn giao, cho có thể rút số xe tăng này từ kho niêm cất và tân trang nhanh hơn mẫu hiện đại. M1 Abram được Mỹ phát triển từ năm 1952 đến năm 1975. Mỹ vận hành mẫu xe tăng này từ năm 1980 tới nay. Xe tăng M1 được trang bị pháo 120mm, súng đồng trục 7,62mm và súng 12,7mm,
có thể đạt vận tốc tối đa 67 km/h. Kiếp lái của M1 Aram có 4 người, gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe. Xe tăng M1 Aram được đánh giá là một trong những xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản xuất khẩu cho một số nước không được trang bị những loại giáp như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loạt tên lửa chống tăng phổ thông. Ukraine yêu cầu không chỉ trích tốc độ phản công. Ukraine yêu cầu những người chỉ trích Kiev phản công chậm chạp hãy im lặng, coi đây là động thái không tôn trọng người lính. Chỉ trích tốc độ chậm chạp của cuộc phản công chẳng khác nào nhổ nước bọt vào mặt những người lính Ukraine, những người đang hy sinh tính mạng mỗi ngày để tiến công và giành lại từng km lãnh thổ, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói hôm 31 tháng 8. Ông Kuleba yêu cầu những người hoài nghi về tốc độ cuộc phản công để kéo dài 3 tháng qua của Ukraine hãy im lặng và tự đến nước này để thử cố giải phóng một đất đất. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó bảo vệ cuộc phản công của Ukraine nói rằng Kiev đã vượt qua mong đợi nhiều lần. Người Ukraine đang dần giành lại lãnh thổ, có nghĩa là họ đã đẩy lùi lực lượng Nga và có thể vượt qua một số khu vực có vòng phòng thủ nghiêm ngặt, đặc biệt là những nơi gài mìn. Điều quan trọng hơn là phải hỗ trợ Ukraine, ông Stoltenberg nói. Ukraine phát động chiến dịch phản công từ tháng 6, song tốc độ được đánh giá không nhanh như mong đợi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác hoài nghi rằng quân đội nước này bố trí binh lực không hợp lý trong cuộc phản công. Quân đội Ukraine ngày 28 tháng 8 thông báo kiểm soát làng chiến lược Rabotino tại tỉnh Zaporizhia, đồng thời tuyên bố sẽ tiến quân nhanh hơn về phía nam khi phá vỡ phòng tuyến vững chắc nhất của Nga. Bản tin thứ tư, lính Ukraine kể về nỗi sợ bom dẫn đường Nga. Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến nói rằng bom dẫn đường UMBK của Nga có uy lực lớn, đạt hiệu quả cao khi phối hợp cùng UAV trinh sát. Bom dẫn đường là một trong những nỗi sợ lớn nhất trên chiến trường. Lực lượng Nga sử dụng chúng một cách triệt để. Tôi không thể bình luận về độ chính xác, nhưng loại bom này có uy lực rất mạnh. Olesa Solenko, bên sĩ Ukraine đang tham chiến tại mặt trận Zaporizhia cho biết hồi đầu tuần. Video được đăng trên mạng xã hội hôm 28 tháng 8 cho thấy khung cảnh nhóm lính Ukraine thoát chết sau khi phòng tuyến của họ trúng bom dẫn đường Nga. Quả bom rơi cách phân đội Ukraine khá xa, nhưng vẫn tạo ra cột khói bụi khổng lồ và trận mưa đất đá liên tục trút xuống đầu họ. Trong giai đoạn đầu chiến sự, các chiến đấu cơ hiện đại của Nga như Su-30SM, Su-34 hoạt động không hiệu quả, như vậy sử dụng bom và rocket không dẫn đường để tấn công mục tiêu Ukraine. Điều này buộc máy bay Nga phải hoạt động trong tầm bắn hiệu quả của nhiều tổ hợp phòng không Ukraine, dẫn tới hàng loạt tổn thất về người và khí tài cho Moscow. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ đầu tháng 3 khi không quân Nga bắt đầu sử dụng bom dẫn đường, gây ra mối đe dọa không nhỏ với các đơn vị Ukraine. Truyền thông Ukraine nói rằng tiêm kích Nga ngày 4 tháng 3 thả một quả bom lượng thông minh UBAB-1500 nhằm vào mục tiêu ở tỉnh Chernihiv, cách biên giới khoảng 40 km. Quân đội Ukraine đêm 24 tháng 3 thông báo tỉnh miền Bắc Sumy cũng phải hứng chịu đòn không kích nghiêm trọng khi máy bay Nga thả 11 quả bom FAB-500 gắn mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMBK. UMBK gồm thiết bị định vị vệ tinh Rosnat và hệ thống điều khiển để tăng đáng kể độ chính xác, kèm theo cánh nâng cho phép bom bay xa hơn nguyên bản. Đây là dự án tương tự dòng Chidamer của Mỹ, giúp biến bom thông thường thành bom thông minh, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao. Các nguồn tin tại Nga cho biết, một bộ UMBK có giá xuất xưởng khoảng 24.000 USD. Chi phí này rẻ hơn nhiều so với tên lửa dẫn đường KH-29, có khói thuốc nổ tương đồng và mức giá lên tới 140.000 USD một quả. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat đầu tháng 4 nói rằng chiến đấu cơ Nga thả tới 20 quả bom dẫn đường mỗi ngày nhằm vào các mục tiêu dọc tiền tuyến. Lực lượng không quân Nga đã thích ứng với tình hình bằng việc sử dụng bom dẫn đường có khả năng bay xa hơn và độ chính xác hơn, Mick Ryan, tướng lục quân về hưu Australia nhận xét. Trong gần 6 tháng tiếp theo, máy bay Nga liên tục sử dụng bom lượng thông minh UBAB-1500
và bơm dẫn đường FAB-500UM để tấn công lực lượng Ukraine. Binh sĩ Ukraine gọi các gọi này là KAB, tên gọi chung của các loại bơm dẫn đường ra từ thời Liên Xô. Bơm dẫn đường gắn bộ UMBK khi được máy bay thả từ độ cao lớn, thể bay xa tới 50 km, giúp chiến đấu cơ Nga có thể hoạt động từ ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine. BK bơm lượng UBAB-1500B mang khói thuốc nổ nặng hơn 1 tấn, cũng có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách 50 km và phù hợp với nhiều mẫu máy bay chiến thuật của Nga. Loại bom này được Nga ra mắt từ năm 2019, sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính và định vị tinh LONAT, có số mục tiêu khoảng 10 mét. Với những người nghĩ rằng mình thật sự thông minh và chỉ trích quân đội Ukraine mất nhiều thời gian để đẩy lực lượng Nga khỏi làng Rabotino, họ chắc chắn đã quên ưu thế không quân và mạng lưới phòng thủ dày đặc của đối phương tại khu vực này. Solomko nêu quan điểm. Tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Xuất hiện video của Trùng Wagner trước vụ rơi máy bay. Trong video quay ở châu Phi được tài khoản thân Wagner đăng trên Telegram, Rigozhin tuyên bố vẫn ổn khi đề cập tới mối đe dọa tính mạng. Gửi tới những người đang tự hỏi tôi còn sống hay không, bây giờ là ngày cuối tuần của nửa cuối tháng 8 năm 2023 và tôi đang ở châu Phi. Ông Trùm Rigozhin nói trong video do kênh Raison có liên kết với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đăng trên Telegram hôm qua. Do đó, với những người muốn đồn đoán về việc tôi bị trừ khử, về cuộc sống cá nhân của tôi kiếm được bao nhiêu hoặc bất cứ thứ gì khác, câu trả lời là mọi thứ đều ổn, ông nói thêm. Hiện chưa rõ địa điểm và thời gian chính xác video được quay. Tuy nhiên, trang phục và chiếc đồng hồ trên tay phải Rigozhin khớp với ngoại hình của ông trong video được quay ngày 21 tháng 8. Trong đó, Trần Wagner cũng khẳng định ông đang ở châu Phi. Việc Rigozhin đề cập tới cuối tuần của nửa cuối tháng 8 cho thấy video được quay vào ngày 19 hoặc 20 tháng 8, chỉ 3 đến 4 ngày trước khi máy bay chở ông cùng các thân tín rơi ở tỉnh Vơ ngày 23 tháng 8, khiến toàn bộ 10 người trên khoang thiệt mạng. Vụ rơi máy bay diễn ra chỉ 2 tháng sau cuộc nổi loạn hồi cuối tháng 6 do Wagner tiến hành, chống lại các lãnh đạo quân đội Nga. Một số đồng đoán đã xuất hiện cho rằng Điện Kremlin có thể liên quan đến vụ tai nạn. Điện Kremlin bác bỏ, gọi những tin đồn này là hoàn toàn dối trá. Tuy nhiên, họ cho biết các điều tra viên đang xem xét khả năng chiếc máy bay chở Trùng Wagner bị tấn công của chủ đích. Trùng Wagner đã được chôn cất tại nghĩa trang Borokhovskoye ở quê nhà St. Petersburg trong một buổi lễ quy mô nhỏ ngày 30 tháng 8. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như là trong tương lai sắp tới thì được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.